Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay pin cho Apple Watch Series 4. Rồi, trên tay mình là cái Apple Watch Series 4 ha. Bản GPS à, cái đồng hồ này á là nó bị là không có nguồn, sạc pin không vào. Đồng thời khi mà sạc á nó bị nóng máy ha. Đây là cái cáp sạc không dây của nó. Thì cái này bình thường mình kết nối với một cái củ sạc. Báo như vậy sạc không vào nha, nhiều khi các bạn sờ vô nó nóng máy. Thì đây chúng ta sẽ tiến hành mình thay thế pin ha. Thì những trường hợp này đa phần là bị pin hết ha. Ở đây là cái ốp viền của nó, mình tháo ra luôn. Rồi, trên đây á nó hai có hai cái chốt ha. Các bạn nhấn vô, mình bóp mình kéo ra. Đây là cái dây đeo của nó, đeo tay. Thì dụng cụ mà để mà tháo cái Apple Watch này ra, các bạn có thể dùng một số cái nhíp nè, một cái đầu vít ba cạnh để mở ốc, rồi một cái lưỡi lam mỏng ha, một cái cạc nhỏ. Sau đó mình cuối cùng á mình dùng cái keo dán quyền dán ron E8000 để mình dán chắc cho lại. Khi mà mình tháo là sử dụng một ít cồn. Như đây á, thì mình tiến hành mình thay ha. Rồi, bình thường á, thì cái viền nè ở đây được dán bằng cái miếng keo hai mặt á, thì giờ khá chắc chắn để chống nước á, thì mình tiến hành mình cho một ít cồn vào đây và mình dùng cái lưỡi lam mỏng á mình thấm ít cồn để cho nó rã keo ra nha. Nhấn nha, nhấn bẫy lên từ từ ha. Rồi mình dùng miếng phim mỏng á, mình cũng thấm một ít cồn. Rồi mình sấn nhẹ nhẹ vô cho cái phần keo hai mặt á nó rã ra ha. Từ phần phía sau ở đây á là nó có cái cáp ba đầu á, nó kết nối giữa cái mainboard và cái màn hình nè, trên đây nè. Nói chung mình làm những lần từ từ thôi. Lúc đầu á thì nó hơi cứng ha. Các bạn nhớ thấm một ít cồn. Mình dùng cái lưỡi lam mỏng á, mình nảy cho cồn nó thấm vào kem hai mặt á, nó bung ra.
Rồi sau đây mình cảm nhận cái keo nó bung ra nè, sáng đều góc. Này các bạn có quan sát à? Ở vị trí này á, mình thấy đây có ba sợi cáp ha, nó đưa lên. Rồi mình tiến hành mình trước tiên á, mình tháo cái socket. Cái công đoạn mà khó nhất của cái quá trình mà thay cái pin cho cái Apple Watch này á, đó chính là cái phần mà tháo màn hình này, nó mất nhiều thời gian thôi. Chứ còn khi mà mình đã tháo được cái màn hình ra thì mọi thứ nó trở nên đơn giản hơn ha. Đó, cái này mình không cần phải tháo cái socket, ba cái socket trên màn hình ra nha, tại vì ở đây là ba sợi cáp của nó, mình để nguyên luôn, mình không cần tháo. Mà ở đây mình chỉ cần lấy một cái cây nhựa nè, cái này á, rồi mình tiến hành mình bẫy cái cục pin này lên cạnh phía dưới nè, đẩy lên ha, đẩy từ từ lên thôi, nhấp nhấp cho nó lên, tránh ảnh hưởng đến cái bộ phận khác ha. Ở đây có phần keo nè, nó ghi dưới mình gỡ keo ra, cái có phần keo đá, keo hai mặt đó, nó dính đó. Các bạn nhớ giữ cái màn hình nha, cẩn thận coi chừng nó bị ảnh hưởng đến cáp á. Rồi ở đây mình thấy đây là cáp của pin nè, cái phần trên đây á có băng dính dán cái vô pin á, thì mình lấy cái nhíp á mình cạo, hay là mình bẫy cái băng keo hai mặt này ra. Ở để mình zoom lên, tiến hành mình lấy cái nhíp á, mình lấy cái miếng băng dính đen đen này ra, lột bỏ luôn nha. Nó che cái miếng siêu rồi dán cái ốc á, gắn socket của pin. Nói chung mình làm từ từ thôi, không cần phải gấp đâu. Đây, băng dính quá rồi, mình tháo ra được rồi. Rồi cái phần ở đây á, nó có một con ốc ba cạnh ha, nó gắn liền giữa cái cáp vào cái main board. Thì mình lấy cái ba cạnh nè, mình mở ốc này ra, đây có cái miếng giữ cái phần mà socket pin á, mình gỡ ra luôn. Đây các bạn cẩn thận nha, mình mở vô cái hộp á, không thôi là nó mất tất lạc cái này. Linh kiện đây á rất nhỏ ha, nhất là mấy ốc nè, thì mình phải giữ cẩn thận. Đó, như vậy là mình tháo được pin ra rồi. Pin nè, các bạn quan sát nè, đây là cái socket pin ha. Mình lấy cái cây nhỏ, mình nạy
tắt cái phần dốc cái pin lên, đẩy lên là được. Còn không ở đây á thì các bạn cứ lấy cục pin á, mình nắm nhẹ cái phần cổ cáp của socket pin á, mình đẩy lên ha là nó ra đây đó. Mình đã tách được cái phần pin và cái phần mainboard. Lưu ý ở đây á, đối với Watt Series 4 này á, nó sẽ có hai phiên bản. Phần phía sau của nó là Apple Watch nè. Ở đây là ghi Series 4 ha. Cái size của nó ở đây, cái đối với Apple Watch này là 44 ly ha, 44mm ha. Còn có loại 40mm nữa. Thì đối với hai cái này nó cái cách thay pin là giống nhau, các bạn cứ áp dụng. Lưu ý ở đây là khi mình tháo ra cái màn hình ra, mình không cần phải tháo nguyên tất cả cái socket màn hình hoặc cái cáp mà mình để nguyên vậy. Mình chỉ cần tháo cái cục pin ra thôi, thay là cực kỳ dễ dàng ha. Rồi đối với pin này thì mình ra tiệm linh kiện mình mua pin zin chính hãng mình thay vô. Ở đây mình quan sát thấy cái đây nè, mình sẽ gỡ ra mình xem. Coi cái thông số của pin như thế nào ha. Thì đây á, là cái điều quan trọng khi mà mình đến nhiều khi á, nhiều chỗ bán á, nó bán pin tào lao hoặc là mấy pin không đúng cái dung lượng của nó, nó ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình sử dụng máy ha. Như đây chúng ta thấy nè, quan sát là ở đây là 1.12 Wh nè. Rồi những cái thông số quan trọng của nó. Đó, như đây là cái mã pin ha. Rồi cái dung lượng của mình là 291 mAh nè. Thì tất cả thông số này á, các bạn khi mà đi mua cục pin á thì các bạn xem được cái mã pin của nó và cái dung lượng của nó thì mình lấy đúng cái kích thước pin ha. Rồi để mình thay cho cái máy Apple Watch của mình. Rồi sau khi các bạn về mình tiến hành mình thay pin ha, gắn lắp pin lại cho cái Apple Watch này. Các bạn lưu ý nè, trên cái socket pin á nó sẽ có hai cái chân bìa. Phần bên đây là chân dương, phần đây là chân âm, thì mình phải đo được cái điện áp của pin. Đây đây mình lấy cái đồng hồ số đi. Đây mình chỉnh cái mức đo volt DC ha, một chiều. Rồi, tiến hành mình đo cái pin mới, điện áp pin. Đây các bạn nhìn nè. Đó. Cái pin mới của mình á, điện áp là khoảng 39V ha. Rồi như vậy là ok. Mình tiến hành mình ráp pin vô, mình test.
các bạn có thể dán băng keo hai mặt ha. Ở đây mình đặt cái socket pin vô trước. Đây mình đặt đúng vị trí của nó. Mình dùng một cái cây nhựa mình ép nó vô. Nói chung là làm cái này cũng khá dễ ha. Mình chỉ cần đặt đúng vị trí của nó rồi nhấn xuống là ok. Rồi sau đó mình lấy móng tay mình nhấn được. Ok. Rồi mình tiến hành mình thử ha. Đây. Cắm sạc cho thử. Đó, nó lên táo nè. Thì có hai cách để mình boot lên nguồn, giống như cái dòng máy iPhone iPad á. Một á là mình cắm sạc vô nó sẽ tự boot lên nguồn, hai á là mình nhấn nút power on ha, nút nguồn đây nè. Rồi cái Apple Watch này á nó bị passcode ha. Có nghĩa là bị dính mật khẩu á, thì mình nhập chỉ cần mà nhập mật khẩu vô là ok ha. Đây, cắm sạc vô nè, nó sẽ báo sạc đó. Như vậy là ok. Yêu cầu nhập mật khẩu ha, mình chỉ cần nhập mật khẩu vô là xong. Đây là nút, nút tắt mở nguồn. Nút bên hông nè. Đó, power off. Tắt nguồn ha. Mình kéo qua hoặc là cái emergency SOS là gọi khẩn. Mình tắt nguồn đi. Rồi khi mà pin đã test ok á, mình tiến hành mình gắn lại mấy cái siêu socket pin ha. Nó có mấy chấu gà á, thì mình gắn vô. Đặt đúng vị trí là được. Lúc nãy mình lấy ra sao á, giờ mình gắn vô y hệt vậy. Rồi mình tiến hành bắt ốc vô nha. Rồi xong. Yêu cầu ở đây á, các bạn phải gắn lại cái siêu của socket pin nha. Đồng thời phía dưới này á, để gắn băng keo hai mặt á, để dán cái pin mình vô. Dán cho nó ổn sát như thế này, như y như lúc đầu á, cho nó không bị nhô lên ha. Rồi đồng thời mấy cái viền như thế này á, trong trường hợp mà nó bị còn dư keo á, các bạn cạo sạch nha, vệ sinh lại. Để tí nữa mình lấy cái keo dán ron dán viền á E8000 nè, loại tiếp keo này nè, rồi mình tra keo vô để cho nó dán kín lại cái màn hình của cái Apple Watch. Mình làm kỹ là ok ha. Đó, sau khi sạch sẽ xong á, rồi các bạn lấy cái keo dán ron dán viền nè, rồi mình tra vô bên hông này ha, đi một đường keo, đừng có chỉ có bên ngoài bên đường viền của cái Apple Watch này thôi nha, không được cho nó lem phía bên trong. Còn bên đây cũng vậy. Rồi. Nó có những dấn chặt rồi mình dùng dây thun quá. Buộc lại nha. Đây.
càng lấy gì mình ổn về thun quá, buộc càng nhiều càng tốt ha. Chừng mấy tiếng sau á là keo của mình á nó khô á thì mình đem nó mình sử dụng là được. Các bạn có thể tắt nguồn luôn nha. Mình kéo sao cho nó cân đối nha. Nói chung các bạn gột sao cho nó kín càng tốt. Rồi như vậy đó, xong cái quá trình mà mình thay pin cho Apple Watch. Như vậy là các bạn chờ cho mấy tiếng đồng hồ sau mình mới tháo thun ra, rồi mình gắn lại dây ha, và gắn lại cái ốp viền của nó là sử dụng bình thường ha. Video này mình đã hướng dẫn các bạn cách thay pin cho Apple Watch Series 4 size là 40mm và 44mm, thì hai cách thay giống nhau đối với hai loại size của dòng Series 4. Video này đến để kết thúc nha các bạn. Các bạn có thắc mắc ý kiến gì đó, các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.